nhà trong khoảng nào vậy khó cái bao đó xin à gọi là một thả trái khó hay chọn đợi cho cái trừ luôn nhanh thì cho cái trừ cho cái nhỏ ở nó hầu là giờ tiền này luôn nhanh mình cho xiên tại cái tia giờ tôi đã khó dùng bỏ lò cho cái trừ cái khó của là một chỉ tên mình cho tiến hành đâu chẳng đâu vậy thì xin mà nhà trong đợi luôn nhanh mình cũng tự tu xia cần cầu thì mình cũng mua thêm một chiếc lò kiểu nó hầu dạng có lý tiến hành thế nào chỉ có nó của trường một thả cái bao thì của phanh chế trợ của trường hành sư nếu cũng mấy kho được dò lưu thì tôi share thế nào khó nó chỉ nhớ trong tờ dù luôn chưa mua được tiến hành luôn chưa mua chỉ nếu có dây từ triệu dình dấu chấp lờ thế dây từ triệu chỉ dò tiến hành luôn chưa chấp lờ cho khó tiền này là muốn chế tiến hành luôn tế và tế chế là một đầu tiên chế là muốn nó tiến hành tên tông tê u tê nó này thế chứ mà nhất trần tờ tham sa là nên chỉ luôn đó nên chỉ nếu quý ý dạo là một trâu tê à có một chỉ rong là hiện tại là một có tê trâu tê chuẩn là lưu sai thế là một trâu tê của bớt sao nó đâu dạ tê và dùng một trong bộ chế tê lâu tê tông nó đâu dạ để có nên lưu một chỉ trâu tê ăn để có như rong trâu tê trâu tê chuẩn là lo thế nè hai chân đời và cho các chữ plan nó nè nếu như họ rõ tàu rõ mỏ rong hành thế tên rõ tên chùa tên là rong hành sử tiền nếu mua nếu lúc chế đó chắc là một rõ u rõ nó trâu rõ các chữ tại sao mình rõ các chữ của họ mua tế và tế chế cho nên nhỏ rong thế họ thông được khả năng lời nè hai chân đời cho anh rõ các chữ nó mà nếu chúng mình bình xử mù rõ tế xong tên đồng tàu đến tụi khen á nếu chủ cho ít cho và nhất cho họ nên lúc la đã tạo làm rõ chứ họ nói chỉ nếu cứ giờ giờ này thì nếu muốn nói được qua là đặt anh nói được qua này chỉ nên để cho và nhất cho nên đặt chưa nên nói chỉ mua sư phải của một lò thì chỉ nên để cái nào của chó thì của nó có chó nó nếu qua cho rõ chó rõ tên nhân xong tên nhân tông tên nhân chỉ dùng để nên thấy là giờ lưu tao na khỏi nè hai chân là chọn trâu cắt trên là nó nhiều mà tế hành là na lợi những mua tiền tế lò thế lợi nhau tao tiền tế hành phù sầu luôn tu nó lò nên đại qua ít bữa bé châu mì liền xong là lẹ là giờ thì ít bữa bé châu lán xong là lẹ nếu mua nếu cho bỏ cho giờ mà cho cá lẩu pi nó cho bỏ cho giờ phù thấu rồi là na khỏi nó mà giờ cho tuôn rồi xua cái chợ tu sai phá là sau chơi rong chia lại nếu chợ bỏ chợ giờ mà nhón cho chợ vừa đây nó sầu vừa thầu chuyển mua chợ đây nó sầu để lo lỡ nhất trâu xanh phụ thông để lo lỡ na nhất trâu xanh là hồ tia Cretacea nó thì nên để lo lỡ thì tao ít bùa bé cho lan xuống rồi na thế mà nên chẳng nhớ là sao nó nọ thì nên quý cho cá và bảo tao hết chùa tao dùng gì thế bảo nên tụi khen tao sai hẹn họ thao được không nào na hay chân ta tu chỉ cho các chuyện là nó mà dùng ít xe chia nó chỉ thầu nên mua đánh tu màu ta này ạ để cái màu ta là nên mua bom mình nhổ tan đó chỉ có cho tu chỉ tua là thế nhưng mà chọn cho các chuyện nào nên chỉ dùng lên tờ chọn cho các chuyện nó chỉ nên mua đánh tu màu ta chỉ bom mình nhổ chỉ nên chỉ lấy lo chỉ lấy mua ít tu hoa tài là thế nào thì liệu mua tài cho các trừ thế chỉ tụi nó mà nuôi là dù nuôi tụi mình nhựa thế là một sai sửa nuôi tê sinh sinh dữ ở tê mình nhựa nuôi dù tại này chỉ nuôi lon cho trâu tụi nó hoa tài tạo trên cái tao ship ba tụi tê mình nhựa dễ khó tụi sau lúc thế thiên cho tụi nó đã bu ra bu mỏ rồi chấm nhựa cả lo sai na chỉ còn nó có dễ khó tụi sau tụi xe thế là gì giờ thảo tư này một trâu lên cái lúc chạy lại nó chạy giờ tao chạy pha thế ạ vì để chuyên đề suy chỉ một trâu lúc chạy này vào tao á chứ không nó có giá khó kể và vốn anh ta chọn cho có chưa na